Trải qua hàng thập kỷ kiến nghị và biểu tình phản đối tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do một đơn vị không lực Mỹ gần đó gây ra vẫn chưa thành, thì mới đây người dân Nhật lại tiếp tục xuống đường phản đối, yêu cầu chính phủ sớm đưa ra được phương án giải quyết. Trại lính Mỹ này có kích thước rộng gấp 3 lần sân bóng bình thường, tuy nhiên khu vực này lại không hề xuất hiện trong các bản đồ của thủ đô Tokyo. Vì thế, nhiều người dân Nhật không hề biết về sự tồn tại của khu vực quân đội Mỹ này. Thực tế, căn cứ quân sự này là một phần của công viên Aoyama gần khu trung tâm nghệ thuật quốc gia của Tokyo. Theo như những cư dân sống xung quanh khu vực căn cứ quân sự này thì họ liên tục phải chịu đựng ô nhiễm tiếng ồn cấp độ nặng do máy bay trực thăng của quân đội Mỹ gây ra do hoạt động với tần suất dày 5 lần một ngày. Khi tôi biết rằng máy bay trực thăng của quân đội Mỹ bay trên đầu, tôi cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí tôi phải đặt câu hỏi về nền hòa bình mà chúng tôi đang có tại Nhật. Hiện tại tôi vẫn có chung một câu hỏi như vậy, bởi vì những chiếc trực thăng này vẫn tiếp tục bay. Tôi rất kinh ngạc vào thời điểm đó. Bên cạnh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, có ít nhất hai khu vực dành cho việc hạ cánh khẩn cấp trong 15 năm qua dấy lên mối lo ngại về mức độ an toàn đối với những người dân nơi này.